Xin chào các bạn, mình là Thịnh Vũ. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nhập nhanh cái giá trị ngày tháng trong Excel. Và video này thì mình sẽ hướng dẫn theo 3 tình huống. Tình huống đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn nhập nhanh ngày hôm nay. Thì trong Excel nó sẽ hỗ trợ chúng ta một phím tắt, đó là chúng ta đặt con chuột ở một ô bất kỳ. Và sau đó chúng ta sẽ dùng tổ hợp phím Ctrl và dấu chấm phẩy. Thì ngay lập tức Excel nó sẽ hiển thị theo đúng ngày hệ thống của chúng ta. Ví dụ máy tính của mình là ngày 08/01/2024. Và nếu bạn nào sử dụng máy tính định dạng đó là tháng ngày năm, nó sẽ hiển thị theo đúng định dạng tháng ngày năm của chúng ta, và cũng tương tự sẽ là theo định dạng khác. Và trong ví dụ này thì chúng ta học được tổ hợp phím đó là phím Ctrl, chúng ta kết hợp với lại dấu chấm phẩy thì sẽ ra ngay ngày hôm nay. Tình huống thứ hai đó là chúng ta sẽ nhập ngày bất kỳ của năm hiện tại. Giả sử như mình nhập là ngày 01/01, sau đó mình kết thúc ở đây và mình nhấn Enter thì nó sẽ hiển thị là 01 và Gen. Bản chất ở đây khi chúng ta nhập thế này thì nó sẽ hiểu là lấy của năm hiện tại. Và nếu bạn nào nhập giá trị ngày tháng mà không ra được phần năm thì khi đó chúng ta sẽ phải kiểm tra lại như sau. Thứ nhất, chúng ta sẽ phải kiểm tra lại xem Control Panel của chúng ta đang hiển thị như thế nào. Giả sử như máy của mình đang là ngày 08/01/2024, tức là theo cấu trúc là ngày tháng năm. Còn nếu bạn nào mà theo cấu trúc là năm tháng ngày mà nhập là 31/01 thì khi đó nó sẽ không hiểu là có tháng 31 và nó sẽ hiển thị ở dạng text ngay. Trường hợp thứ hai, chúng ta sẽ phải kiểm tra xem cái ô chúng ta đang nhập liệu có phải đang format ở dạng general hoặc đang format ở dạng date hay không. Nếu mà ô đó format ở dạng text mà chúng ta nhập theo định dạng kia thì nó cũng hiểu là text. Mình giả sử như sau, tại cái ô F7 này mình sẽ format nó về dạng text. Và sau đó mình sẽ nhập giá trị 01/01 thì ngay lập tức nó hiểu ô này là text và giữ nguyên giá trị là 01/01, chứ nó không hiểu đây là một giá trị ngày tháng năm nữa. Do vậy khi chúng ta nhập dữ liệu ngày tháng năm thì chúng ta phải nhìn vào Control Panel và chúng ta phải nhìn vào xem format của chúng ta có đang ở dạng text hay không. Sau đó thì chúng ta sẽ nhập giá trị ngày tháng năm bình thường. Và tình huống thứ ba thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta lấy ra danh sách ngày đầu tháng và ngày cuối tháng của các tháng trong năm. Trước tiên thì mình sẽ nhập ngày 1/1. Sau đó ô bên dưới thì mình nhập ngày 1/2. Và sau đó thì mình sẽ bôi đen hai ô này và mình sẽ kéo xuống dưới cho 12 tháng. Thì đó chúng ta sẽ lấy ra được danh sách các ngày đầu tháng trong năm. Tương tự như vậy, nếu chúng ta muốn lấy danh sách các ngày cuối tháng thì mình sẽ nhập ngày cuối tháng 1 trước. Sau đó mình nhập ngày cuối tháng 2. Cuối tháng 2 năm 2024 sẽ có 29 ngày thì mình sẽ nhập 29/02. Và tương tự mình sẽ bôi đen, sau đó kéo xuống dưới. Thì đó kết quả sẽ ra danh sách ngày cuối tháng của cả 12 tháng. Còn đối với cách làm công thức thì chúng ta sẽ làm như sau. Mình sẽ xóa đi và giữ lại ngày đầu tiên. Ô bên dưới thì mình sẽ dùng hàm Edit. Mình sẽ trỏ vào ô ngày đầu tiên của tháng 1. Tham số thứ hai của hàm Edit mình để là số 1. Và mình sẽ kéo công thức xuống dưới. Thì kết quả nó sẽ trả về ngày đầu tháng của cả 12 tháng. Đối với ngày cuối tháng thì mình sẽ dùng hàm Elman. Mình trỏ vào ô ngày cuối cùng của tháng 1 và tham số thứ hai mình để là số 1, sau đó mình sẽ đóng ngoặc và nhấn Enter. Tương tự mình kéo xuống dưới thì nó sẽ ra ngày cuối tháng của cả 12 tháng. Trên đây thì mình vừa hướng dẫn các bạn 3 cái tình huống để chúng ta nhập nhanh cái giá trị ngày tháng trong Excel. Hy vọng video này sẽ giúp các bạn có thủ thuật để chúng ta nhập cái giá trị ngày tháng được nhanh chóng và chính xác hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.